Hòa có nói gì với anh không? Em về sau cũng nghĩ ngợi. Việc em nhắn tin cho Hòa chắc sẽ làm cô ấy hiểu lầm anh. Hiểu lầm khi chúng ta ở cạnh nhau. À, không có gì đâu. Hòa tin anh mà. Ai gọi anh kìa? Anh nghe máy đi. Anh đây. Em có thể tin anh, nhưng em không tin cô gái đang ngồi phía bên tay phải anh đâu. Không phải ngoái tìm em. Anh cứ ngồi nói chuyện với cô ta xong đi, rồi về nói chuyện với em. Có chuyện gì à anh? Không có gì. Hòa, anh Ngọc sẽ thuộc về tao. Chỗ làm của mày cũng sẽ thuộc về tao. Cho anh rồi còn gì? Em đi về đi. Em không về. Em muốn nghe câu trả lời của từ anh cơ. Vì anh cũng thích em nên anh mới dám đón nhận tình cảm từ em nhiệt tình như thế, đúng không? Để anh nói cho rõ nhé. Anh với Hòa đã yêu nhau 3 năm. Anh sẽ không làm gì có lỗi với Hòa đâu. Thì anh cũng đã phản bội Hòa rồi còn gì?